Hello, xin chào cả nhà. Đang quay thu hình một con gián mái nó đang đẻ con. Wow, nhìn thấy mà sợ quá đi. Bò lúc nhúc nè. Một con gián mái nó đẻ ra cỡ 100 con gián con. Nếu mà có 10.000 con gián mái nó đẻ ra 1 triệu con. Gián con. Wow. Nhìn thấy mà khủng khiếp quá đi, nổi da gà. Ok, hôm nay là 7 tây tháng 9, 2017, 8 giờ 30 sáng thứ năm. Quý vị nào mà sợ đó, bỏ qua cái video này đi ha. Ok, thank you, bye.